Xin chào quý khách đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, nơi chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý khách một căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến cho quý khách. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m4 và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m và được anh chị chủ nhà đúc kiên cố một trệt và ba lầu đúc lệch tầng. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo kiến trúc mini phố. Phía ngoài mặt tiền mình có những cái mái thái và những cái bảng chỉ nổi, hoa văn trang trí là đẹp. Và lan can thì được làm bằng sắt uốn hoa văn. Và phía bên ngoài thì mình có những mảng trần được anh chị nhà ốp nhựa, hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ là quý khách thật sự ngay cho mình một căn nhà được thiết kế lệch tầng và mình có thể để xe hơi vào bên trong căn nhà mình, cũng như phòng khách mình sẽ rời lên phía bên trên tầng lệch. Với căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một sẹt, một con hẻm thông, thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và với căn nhà nó có hướng là hướng đông nam, phố khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch, cái hướng đông nam rất là mát. Và với căn nhà mình nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch, sát với lại chợ Phạm Văn Bạch cũng như là trục đường Tân Sơn. Và căn nhà mình thì nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch và thuộc phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mình có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung hoặc con đường Trường Chinh. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng 2m5 để mình để xe gắn máy. Và khoảng sân này cũng được hai bên cũng được anh chị nhà trồng cho mình những mảng cây xanh trang trí và phía trên cũng được lập mái che chắn rất là kỹ càng. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng chất liệu gỗ cam xe bản nguyên khối rất là đẹp và còn có những cái cửa sổ thông gió rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách căn nhà mình, sẽ có một bộ bàn ghế sofa được các chị nhà sắm sẵn để tặng kèm và mình có một cái tivi 65 inch cũng được các anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Và hai bên tường mình có những mảng tranh trang trí rất là đẹp và hệ thống đèn led chiếu sáng quạt trần và những cái mảng hoa văn chỉ nổi trang trí và mình có một đồng hồ quả lắc trang trí rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Thì trụ cầu thang cũng như tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu của cam xe và mặt đá hoa cương với hai tông màu đen và màu trắng. Phía dưới chân cầu thang thì mình có những cái hộc tủ để mình để những cái đồ lặt vặt trang trí cho gia đình. Và đối diện thì mình có một mảng tường được ốp nhựa cũng như được anh chị đi hệ thống đèn led chiếu sáng và những cái mảng cây trang trí cho căn nhà. Và mình có thêm một cái đồng hồ trang trí rất là đẹp. Và di chuyển ra khu vực phía sau mình sẽ đến với không gian phòng bếp của căn nhà. Thì căn nhà mình nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến gần 1 tỷ đồng. Thì khách hàng đang xem video cũng đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà có diện tích rộng ngang 4m5, 4m4 và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m và được anh chị chủ nhà đúc kiên cố một trệt và ba lầu đúc lệch tầng. Mình có thể di chuyển phòng khách lên phía bên trên tầng lệch để mình làm phòng khách và khu vực ở dưới tầng trệt mình có thể là để làm gara để xe hơi hoặc là mình cũng có thể làm văn phòng công ty rất là tuyệt vời với một con hẻm thông, một con hẻm một sẹt. Và đây là khu vực phía sau căn nhà mình sẽ có khoảng sân như một chiếc trời lấy gió và ánh sáng. Kế bên mình có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp cũng như là khu vực gara để xe dưới tầng trệt của căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp của căn nhà để di chuyển lên khu vực phía bên trên tầng lệch của căn nhà. Thì bên trong không gian phòng bếp căn nhà mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế để chịu nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tủ bếp kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ sồi và đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Và chỉ với giá 7 tỷ 950 triệu đồng, còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến gần 1 tỷ đồng này.
Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian tầng lệch phía sau căn nhà. Và nếu gia đình mình có xe hơi, mình có thể bỏ bên phía bên dưới, thì bên trên này thì mình sẽ làm phòng khách, và phía ngoài mình sẽ có những cái lam gỗ trang trí và một cái bộ cửa nhôm xin pha, một bộ cửa lùa để gia đình mình có thể là làm phòng khách cũng như phòng làm việc và phòng ngủ rất là thuận tiện. Và bên bên trên khu vực tầng lệch này thì mình cũng được anh chị thiết kế full nội thất và có máy lạnh sử dụng rất là thuận tiện. Phía sau mình có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như là tủ rượu. Với căn nhà được thiết kế phòng khách, anh chị thiết kế thêm một cái ở tầng lệch. Thì nếu gia đình mình có xe hơi, mình có thể bỏ ở phía bên dưới, phòng khách mình sẽ di chuyển lên trên khu vực này. Và nếu gia đình mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực phía bên trên này, mình làm phòng sinh hoạt chung, phòng đọc sách, phòng làm việc, và mình cũng thể quan sát từ bên trên xuống bên dưới rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với căn nhà được thiết kế là lệch tầng rất là hay. Và di chuyển ra khu vực phía trước, mình sẽ đến với khu vực không gian phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Căn nhà mình thì toàn bộ cửa được làm bằng chất liệu gỗ cam xe, rất là đẹp. Bên trong không gian phòng ngủ thì được các anh chị ở nhà thiết kế full nội thất đầy đủ 4 phòng. Cho nên khi nhà mua căn nhà này thì mình không phải sắm nội thất, với nội thất được các anh chị thiết kế rất là đẹp. Mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Thứ nhà hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến 1 tỷ đồng, thì quý nhà hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đó hàng đi xem một căn nhà giảm giá có sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng. Anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Với căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá chỉ còn 7 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng. Thì quý hàng đang xem video thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đó hàng đi xem. Với căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất, và bên trong thì được anh chị thiết kế cho mình có 4 phòng ngủ chính được full nội thất, và căn nhà mình thì được thiết kế có hai giếng trời rất là thoáng và rất là mát, một cái ở hành lang cầu thang và một cái ở phía sau căn nhà đều được mở cửa sổ ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà mình đang có bề ngang lên đến 4,4 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16 m, và đối chịu đúc kiên cố một trệt và ba lầu đúc kéo tầng lệch tầng. Mình có thể mình có gara để xe và có phòng khách cũng như 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước căn nhà. Ở đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Căn nhà mình được thiết kế rất là đẹp và chỉ với giá hơn 7 tỷ thì các hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đó hàng đi xem, cũng như để quý nhà có thể sở hữu cho mình một căn nhà người ta mua ở đầu tư và mình mua cho thuê rất là tuyệt vời. Với căn nhà được thiết kế mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng và tặng kèm full nội thất. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng và rất là mát. Thủy hàng đang xem video nhớ đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật cho hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và những căn nhà này thì anh chị đang cần tiền, cho nên anh chị giảm giá rất là mạnh để khách hàng mua ở và đầu tư cũng như mình mua cho thuê. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực không gian giếng trời thứ hai, một cái giếng trời ở khu vực hành lang cầu thang để lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Mình sẽ có 4 phòng ngủ chính được các anh chị full nội thất 4 phòng, cho nên là toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị chủ nhà để lại hết cho khách hàng. Với căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, và chỉ với giá hơn 7 tỷ là quý nhà sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá. Nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại quận Gò Vấp cũng như gần với trục đường chính đường Trường Chinh và trục đường Phạm Văn Bạch. Và căn nhà mình thì nằm sát với lại chợ Phạm Văn Bạch. Và đây là khu vực phía bên trên sân thượng, thì bên trong mình sẽ có khoảng không gian làm phòng giặt, và phía trước mình sẽ có một cái phòng để gia đình mình có thể là thờ cúng tổ tiên ông bà. Và di chuyển ra khu vực phía trước thì sẽ có thêm một cái bộ bàn ghế ở phía bên ngoài, cũng được anh chị trải thảm và trồng cho mình những mảng cây xanh để mình lên vui chơi và hóng mát, cũng như cũng được anh chị che chắn rất là kỹ càng. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.